con đang ăn gì đấy? Sô-cô-la. Ba muốn ăn không? Đúng vậy. Đây là sô-cô-la. Còn cái này thì bình thường nè. Stacy, đưa cậu lê cho ba đi nào. Con tìm ra chưa nào hay? Con làm gì vậy? Đừng lo, cái này làm từ sô-cô-la mà. Còn đây mới là thật nè. Con lấy những món này ở đâu? Cùng nhau chơi trò ăn được hay không được nha. Đi thôi. Sushi làm từ kẹo. Con có muốn trao đổi không? Để ra. Được rồi. Ngon ngon. Con sẽ ăn cái này trước. 1, 2, 3. Wow. Ngọt đôi bốt bằng sô-cô-la. Con có thích đôi bốt mới này không? Con thích. Được rồi, mở ra nào. Wow, thì giả ư, chắc là làm từ kẹo rồi. Là thử. Kẹo. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Làm mì. Làm mì. Con cũng có mì nè. Để xem nào. Gì đây? Có phải kẹo không hả? Spaghetti. Là kẹo nè. Mùi khá là thơm. Đây nè, bà có muốn ăn kẹo không? Yeah, bà cảm ơn. Con có vài cây bút chì màu. Bà cũng có bào tô nè. Ủa, bà không tô được. Là kẹo. Để con thử nào. Tự con chọn đi. Con sẽ lấy cây màu xanh. Ba ơi, là kẹo cao su. Oh yeah. Nhận lấy nè. Đúng vậy. Bắt được rồi. Sô-cô-la. Cho ba một miếng chút ít thôi nào, được không? Cái này cho con gái mà. Đưa cho ba. Nè. Wow. Sô-cô-la. Cho con đi, cho một miếng nhỏ thôi. Không, cái này của con trai. Có gì trong đó vậy? Còn của ba thì sao? Là cá rồi. Con có muốn ăn không? Không. Được rồi, con sẽ thử xem. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Đúng vậy. Là của con gái. Vậy hãy mang
Wow. Có phải cũng là sô cô la? Là sô cô la. Ai răng của con? Ồ không. Dạ dày của ba. Bởi vì ăn nhiều đồ ngọt rồi. Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt nếu muốn bị sâu răng nha các bạn. Và các bạn cũng sẽ bị đau dạ dày đó.